Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Hà Nội Computer. Mình là Vinh, chắc là lấy biệt hiệu là Vinh Tokuda đi, tại vì mình thích thế. Thì ở thời gian gần đây thì Color Master có cho ra 3 sản phẩm tai nghe mới, đó là MH670, MH650 và MH630. Tuy nhiên thì ở đây thì như các bạn thấy thì mình chỉ có 2 sản phẩm ở đây thôi, cho nên là ở video này thì sẽ là video đánh giá về 2 sản phẩm MH670 và MH650. Về tổng quan thì MH650 và MH670 có thiết kế hoàn toàn giống nhau, sử dụng những cái đường nét với cái sự cứng cáp vừa phải, và ở hai bên tai nghe thì sẽ là hình oval với logo của CM ở chính giữa. Nó đều có cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt và các cái khớp xoay vô cùng linh hoạt. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, vô cùng linh hoạt. Các chi tiết như là phím bấm chức năng cũng như là tắt bật mic, bật tắt 7.1, con lăn điều chỉnh âm lượng đều được set up tương tự nhau, đều ở phía dưới của hai bên tai nghe. Và cái nút điều chỉnh âm lượng ở đây thì nó là điều chỉnh âm lượng của riêng tai nghe thôi, chứ không phải là điều chỉnh âm lượng của Windows. Phía trên của cả hai ear cup sẽ có hai khe thoáng ở hai bên để giúp cho âm bass được thanh thoát hơn và không bị bí. Và sẽ chỉ có một chút khác biệt về phần thiết kế của hai chiếc tai nghe thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là MH650 sẽ sử dụng cái dây kết nối là dây liền, dính liền vào tai nghe luôn. Và chúng ta sẽ có cổng kết nối là cổng USB. Tiếp theo đó là sẽ có một cái cổng chuyển từ USB sang USB Type-C để các bạn có thể sử dụng với các cái máy chơi game console hay là sử dụng với smartphone. Còn ở MH670 thì chúng ta sẽ có một kết nối đa dạng hơn. Vì MH670 có khả năng kết nối không dây cho nên là chúng ta sẽ có một USB receiver phát để kết nối qua wireless. Tiếp theo đó là sẽ có một dây cáp 3.5 để kết nối với điện thoại cũng như là kết nối analog. Và cuối cùng thì là một dây cáp kết nối USB rời. Đây là micro USB to USB thì để sạc là một, và tiếp theo đó là sử dụng với chế độ kết nối có dây. Và cuối cùng thì đương nhiên là nó cũng sẽ có một cái cổng chuyển từ USB sang USB Type-C để các bạn sử dụng trên điện thoại cũng như ở trên các thiết bị chơi game console. Và có một điểm đặc biệt là nó có thể kết nối được với điện thoại để có thể chơi game luôn như thế này. Như vậy là mình có thể chơi game. Tuy nhiên thì cái thiết kế của nó thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nhìn nó hơi bị mất mỹ quan một chút. Ở MH650 thì thực sự là mình không có quá nhiều cái để mà nói về cái phần kết nối, do là nó chỉ có kết nối có dây mà thôi. Còn ở MH670 thì cả kết nối có dây lẫn kết nối không dây thì mình đều nhận được một cái chất lượng âm thanh rất là tốt, không có gì khác biệt cả. Điều này chứng tỏ một điều là chất lượng kết nối của MH670 rất là tốt, cái chất lượng wireless rất là tốt, và CM đã làm rất thành công trong việc này. Tiếp đến là khác biệt một chút ở hai bên ear cup và headband. Ở 670 thì sẽ sử dụng bọc da PU và ở 650 thì chúng ta sẽ có lớp bọc bằng vải. Điều này sẽ khiến cho 650 sẽ thoáng hơn một chút, nhưng mà về lâu dài khi sử dụng, nhất là ở Việt Nam có không khí nóng ẩm, thì ear cup của 650 sẽ dễ bị mốc hơn nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian. Còn nếu các bạn sử dụng thường xuyên thì đây không phải là một cái vấn đề quá đáng lo. Ngoài ra thì ở 670 sử dụng da PU cho nên nó sẽ hơi bí một chút khi sử dụng lâu dài. Tuy nhiên thì tất cả vấn đề trên sẽ được giải quyết nếu bạn sử dụng trong phòng điều hòa hoặc là khô ráo. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nên để ý một chút để có thể sử dụng sản phẩm được lâu hơn. Và ở MH650 thì chúng ta sẽ có thêm một lớp da bọc ở phía trong cùng ear cup. Điều này sẽ giúp cho cái chất lượng cách âm của MH650 vẫn được đảm bảo, và những cái âm thanh từ bên ngoài lọt vào thông qua những cái lỗ li ti của cái lớp bọc vải này cũng như lớp mút, nó sẽ không thể lọt qua được và vẫn đảm bảo được cái chất lượng cách âm tốt nhất. Và cuối cùng là về đèn LED RGB thì đây sẽ là một phần hơi thiệt thòi cho MH670, khi mà ở trên MH670 chúng ta sẽ không có cái viền LED RGB như ở MH650. Thì theo mình nghĩ là để tối đa cái thời lượng sử dụng pin khi sử dụng kết nối không dây, cũng như là để đảm bảo cái trọng lượng của cái chiếc tai nghe này được ở mức tốt nhất, cho nên là CM đã loại bỏ đi cái viền cũng như cái driver đèn RGB ở trên chiếc tai nghe này. Thật sự mình rất là tiếc vì cái chất lượng đèn của CM rất là đẹp, ánh sáng thì rõ ràng, mịn màng, nhìn vô cùng là cao cấp, và hy vọng là sắp tới thì CM sẽ không để cho bất cứ sản phẩm nào của mình phải chịu thiệt thòi như thế này nữa. Và cuối cùng thì ở trong hộp thì chúng ta sẽ có thêm một cái túi nhung nữa. Và cái túi nhung này sẽ có mặt ở hai phiên bản, thật ra là cả ba phiên bản đều có túi nhung, và nó sẽ để cho các bạn đựng chiếc tai nghe này và di chuyển đi khắp nơi. Ở cả hai thì chúng ta đều sử dụng một chiếc micro rời, và nó sẽ được kết nối với tai nghe thông qua một cái cổng kết nối được bịt bởi một cái miếng cao su như thế này này. Alo. Nhưng bù lại thì cái chất lượng thu âm của mic thì nó lại rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua âm thanh của micro. Ok, chuyển rồi. Thì như các bạn có thể nghe thấy ở đây, cái âm thanh thu được rất là rõ ràng và sáng sủa, không hề có tiếng bẹp mũi cũng như là nghẹt mũi giống như ở các cái chiếc tai nghe kém hơn. Và cái chất lượng thu âm này thì thực sự nó có thể thừa sức đánh bại những cái chiếc micro có mặt trên Cloud 2 này, Arctic 3 của SteelSeries hay là Kraken của Razer. Và đương nhiên là với cái chất lượng mic tốt như thế này thì các bạn có thể tự tin mà blame với cả gáy ở trong game, cái gáy không trượt phát nào luôn với đồng đội của mình, mà không sợ đồng đội không nghe thấy. Ok.
cảm giác đeo xong rồi, thiết kế cũng xong rồi. Tuy nhiên thì cái phần quan trọng nhất của một chiếc tai nghe thì nó là chất âm làm sao. Mình thì sẽ không nói về các cái thông số thiết kế cũng như thông số kỹ thuật, vì các cái thông số đấy dù nó có tốt hay khủng như thế nào mà cái chất lượng âm thanh chúng ta nghe nó không được tốt thì nó vẫn là một chiếc tai nghe tồi. Và ở cả hai chiếc tai nghe MH670 và MH650 thì chúng ta có một cái chất lượng âm thanh nó chưa thực sự là tốt lắm, tuy nhiên thì nó là đủ và cực kỳ đủ với cái nhu cầu là chơi game. Ok, thì đầu tiên là giải bass thì chúng ta sẽ có một cái giải bass rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, mạnh mẽ hơn thì sẽ là ở phần bass nông. Và điều này nó sẽ nói lên là cái chiếc tai nghe này sẽ phù hợp hơn cho game FPS. Còn ở giải bass sâu thì nó chưa thực sự đạt tới cái độ rền đủ để mà chúng ta có cái cảm giác đã khi mà nghe cái âm bass. Và cho nên là cái chiếc tai nghe này khi mà chơi các cái game MOBA như là Liên Minh và Dota thì cái cảm giác đã khi mà chơi game và trao đổi chiêu thức trong những cái pha combat nó chưa thực sự đạt tới cái cảnh giới gọi là thượng thừa. Và giống như ở Cloud 2 thì cả hai chiếc tai nghe này đều được hướng tới người chơi game FPS nhiều hơn, cho nên là cái giải âm như vậy nó là đủ để đáp ứng cho các bạn chơi các cái game FPS rồi. Ở giải mid thì chúng ta có một cái giải mid chưa thực sự được tốt lắm, cái tiếng thì tròn rồi, tuy nhiên thì ở một số trường hợp thì tiếng mid nó sẽ hơi bị bẹt. Và ngoài ra thì giải bass nó sẽ hơi bị lấn nhẹ vào giải mid một chút, cho nên là khi ở các cái pha combat nặng đô và có cả tiếng đồng đội nữa thì chúng ta sẽ hơi khó nghe tiếng đồng đội một chút. Tuy nhiên thì nó vẫn chấp nhận được vì cả hai trường hợp này, cả hai cái điều này nó đều xuất hiện ở cái mức rất là nhẹ mà thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được, vẫn có thể nghe được tiếng đồng đội, tuy nhiên thì nó chưa được rõ cho lắm mà thôi. Về giải treble thì cả hai chiếc tai nghe đều cho mình cái cảm giác rất là thỏa mãn khi mà cái âm treble của nó rất là ổn, kể cả mức âm lượng cao cũng không hề bị xước như một số sản phẩm khác. Cái tiếng rất là đanh nhưng mà không hề bị chói tai, và nghe các cái đường đạn, các cái tiếng đạn nó rất là đã luôn, thực sự rất là đã luôn. Và các giải âm như vậy thì nó thừa sức có thể đảm bảo cho cái việc chơi game của các bạn được thoải mái nhất. Tuy nhiên thì về cái phần nghe nhạc thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi quá là nhiều ở một chiếc tai nghe chơi game được. Và cuối cùng là về cái chất lượng âm thanh của cái giả lập 7.1 của hai chiếc tai nghe này thì cả hai chiếc tai nghe đều có hỗ trợ âm thanh vòm giả lập, và các cái hướng âm thanh được xác định rất là rõ ràng, không bị lấn vào nhau. Và đặc biệt là cái hướng đằng sau, cái hướng nghe ở phía đằng sau ấy là một cái hướng rất khó để tái hiện lại. Tuy nhiên thì CM đã làm rất tốt trong sản phẩm của mình, khi mà mình nghe thử cái tiếng đằng sau, cái tiếng của vật thể đằng sau được tái hiện một cách rất là rõ ràng và không bị lấn ra đằng trước. Tuy nhiên cái điểm hạn chế của 7.1 trên hai chiếc tai nghe này cũng chính là ở cái vị trí đằng sau, khi mà cái khoảng cách phát ra âm thanh của chiếc tai nghe nó chưa được tái hiện đến mức hoàn hảo. Nói một cách dễ hiểu là ở cái khoảng cách là từ mình đến cái tấm bạt này hay là xa hơn một chút thì cái hướng đằng sau chưa được tái hiện vị trí một cách rõ ràng cũng như là đúng nhất. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng nó là đằng sau một cách rõ ràng, chỉ là không xác định được vị trí mà thôi. Và với chất lượng 7.1 như vậy thì các bạn vẫn có thể tự tin đi check map các cái game FPS mà không thể sợ bị móc lốp từ phía đằng sau. Và cuối cùng, các bạn thấy sao về video cũng như là hai chiếc tai nghe này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng mình có thể đọc và tham khảo. Ngoài ra, đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ chúng mình nếu các bạn thấy video này hay và có ích, cũng như đừng quên bấm subscribe và hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất của chúng mình. Mình là Vinh Tokoda, phóng viên Sàm Sàm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.